Có bạn nào hay đến những cái cửa hàng dịch vụ Nhật Bản ấy, có thấy nhân viên khi mà họ muốn xác nhận cái mong muốn của chúng ta, người ta dùng cái mẫu câu là Yoroshikatta deshou ka không? Nhiều bạn sẽ cảm thấy khá là thắc mắc vì nó khác những thứ gì chúng ta học ngày xưa. Khi chúng ta học kính ngữ đúng không? Hi chuyển sang kính ngữ là gì ạ? Yoroshi đến sự chuyển lịch sự là gì ạ? Deshou chả có quá khứ gì ở đây cả đúng không? Chúng ta không có cái giao tiếp gì với người ta trong quá khứ mà tự nhiên người ta lại dùng thẻ quá khứ. Đó là bởi vì họ dùng quen cái đấy rồi, một cách nói quen. Tại sao lại cách nói quen? Nó xuất phát từ cái việc cái thói quen họ xác nhận đề nghị trong quá khứ từ phía khách hàng. Ví dụ như các bạn bảo là cho tôi cái hộp kia, ari kudasai. Thế thì nhân viên kore desu ka? Có phải cái này không? Thì các bạn bảo là gì ạ? Chigaimasu. Không phải, achi nan desu. Achi ga desu. Are desu. Ja kore de yoroshikatta desu ka? Kore de yokatta desu ka? Khi mà xác nhận lần hai cái nhu cầu, cái yêu cầu trong quá khứ thì đúng ra về mặt ngữ pháp ấy, người ta mới dùng kore janakute kore de yoroshikatta desu ka? Đúng rồi, sore desu. Đó, xuất phát điểm từ như thế. Nhưng gần đây thì không chỉ cái trường hợp đấy mà những trường hợp khác người ta vẫn dùng theo thói quen cái yoroshikatta desu ka. Giống như trong tiếng Việt đúng không ạ? Đúng phải là gì ạ? Cảm ơn dấu hỏi, cảm ơn. Nhưng vì người ta chúng ta nói quen cái từ cảm ơn dấu sắc, cho nên bây giờ cái từ cảm ơn chúng ta coi như chúng ta vẫn nói hàng ngày như là một từ đúng. Đó là cái sự xuất phát, nguồn gốc của yoroshikatta desu ka. Cho nên ví dụ các bạn đi mua cà phê đúng không ạ? Chúng ta chỉ bảo mỗi với người ta là cho tôi cốc cà phê hotokoi o onegaishimasu. Người ta bảo là gì ạ? Ví dụ size S de yoroshikatta desu ka? Rõ ràng trước đấy mình chưa yêu cầu một cái câu chuyện về size cà phê mà người ta lại dùng S de yoroshikatta desu ka? Thì thực ra xét về ngữ pháp chuẩn ấy thì nó có sai, nhưng mà mọi người đều dùng một cách nói sai đấy, cho nên thực ra nó là một cách nói, chả ai nghĩ là nó sai cả. Cho nên bạn nào mà làm dịch vụ ở Nhật ấy thì chúng ta dùng là yoroshikatta deshou ka hay là yoroshii deshou ka đều được nhá. Các bạn dùng yoroshii deshou ka, thấy người Nhật nói là yoroshikatta deshou ka, cứ tưởng mình sai, cứ phải học theo người Nhật. Thực ra dùng theo cũng được, mà không dùng theo cũng được, không sai. Tuy nhiên, có một cái lưu ý ở đây, đó là bởi vì xét về nghĩa văn phạm thì nó sai. Cho nên là ví dụ trong những cái kỳ thi, ví dụ là kỳ đặc định về nhà hàng, về khách sạn, về những cái dịch vụ mà có những cái câu nó liên quan đến cái này, thì chúng ta phải biết là gì ạ? Đúng sẽ phải là gì ạ? Yoroshii deshou ka, chứ không phải là yoroshikatta deshou ka. Chúng ta phải xét tùy theo tình huống nhé. Và nhân tiện đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cụm mà người Nhật sai dùng. Tuy nhiên nó thực ra lại sai về mặt ngữ pháp. Ví dụ như các bạn hay để ý ở komini đúng không ạ? Seinen kara oazukari itashimasu, người ta sẽ nói thế. Không phải là seinen kara, nó phải là gì ạ? Seinen no, đúng không? Tôi xin nhận, tôi xin giữ một nghìn yên của bạn, seinen o mới đúng. Hay nói là gì ạ? Kochira no shouhin là đúng. Nhưng nhiều người, người ta quen mồm là kochira no ho no shouhin. Thì kochira no ho hay là achira no ho, nó nói hai lần thì không cần nhé. Và vừa rồi là video mình giải thích cho các bạn về ý nghĩa của yoroshikatta deshou ka và giới thiệu thêm một vài cái cách nói theo thói quen của người Nhật mà hay dùng trong dịch vụ mà thực chất nó sai về mặt ngữ pháp. Và nếu mà các bạn có thêm những cái trải nghiệm thực tế đối với cái từ yoroshikatta deshou ka này, hãy comment dưới nhé. Và ta sẽ có một video để quay lại. Bye bye.